Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với chuỗi video hướng dẫn sử dụng và tối ưu website tại Shopsang. Trong video này, mình xin hướng dẫn các bạn các bước và lưu ý khi thêm một sản phẩm mới. Tại trang thêm mới sản phẩm sẽ gồm các tính năng chính sau. Chọn danh mục sản phẩm. Trước khi tạo một sản phẩm mới, bạn cần phải chọn danh mục chứa sản phẩm đó. Lưu ý rằng, bạn chỉ được thêm sản phẩm vào danh mục nếu danh mục đó không chứa danh mục con. Những danh mục không được phép thêm vào sẽ bị mờ đi. Ngay bên cạnh, bạn cũng có thể ẩn hiện sản phẩm sau khi được thêm mới. Bên dưới chính là nơi bạn chọn hình ảnh minh họa cho sản phẩm. Mỗi một sản phẩm sẽ được upload tối đa 4 hình. Trong đó, hình đầu tiên sẽ là hình đại diện, hiển thị ngoài trang chủ. Các hình 2, 3, 4 tiếp theo sẽ được hiển thị trong trang chi tiết sản phẩm. Lưu ý, hình ảnh sản phẩm chỉ được chấp nhận các định dạng JPG, GIF hoặc PNG. Ở mục tiếp theo chính là phần để bạn điền thông tin của sản phẩm. Đầu tiên chính là tên URL của sản phẩm. Với URL chính là đường dẫn giúp người xem truy cập đến nội dung sản phẩm. Đường dẫn bạn nên đặt ngắn gọn và dễ nhìn. Nếu bạn để trống phần URL này thì mặc định sẽ lấy tên của sản phẩm làm URL truy cập. Với URL của sản phẩm cũng rất quan trọng nếu bạn muốn tối ưu website và đưa lên top tìm kiếm của Google. Bạn có thể xem thêm cách để tối ưu URL hiệu quả qua bài viết tìm hiểu và tối ưu URL nội dung mà mình sẽ để ở dưới phần mô tả. Về mục thứ tự, sẽ cho phép bạn sắp xếp thứ tự hiển thị của sản phẩm trong cùng danh mục. Ví dụ như có những sản phẩm bạn đã đăng rất lâu về trước, bạn có thể đưa lên đầu bằng cách cập nhật số thứ tự này. Tiếp theo là giá và giảm giá của sản phẩm. Lưu ý là hai phần này bạn chỉ được điền vào số nguyên. Nếu bạn đang có giảm giá thì hệ thống sẽ lấy giá gốc trừ đi giảm giá để hiển thị ra giá đã giảm. Trong trường hợp bạn để giá bằng 0 thì tại mục giá của sản phẩm sẽ hiển thị nút liên hệ. Bạn cũng cần lưu ý là số ở mục giảm giá không được phép lớn hơn giá gốc. Tiếp theo, bạn điền tiếp thông tin về số lượng được xem, quà tặng và bảo hành. Ở mục này, bạn cũng cần lưu ý, ở số lượng lượt xem cũng chỉ được phép điền chữ số nguyên. Trong trường hợp, bạn đăng ký là nhà phân phối và muốn đưa sản phẩm này lên kênh cộng tác viên để mọi người có thể giúp bán sản phẩm này cho mình. Sản phẩm của bạn cần phải có phần trăm hoa hồng và thời gian kết thúc bán sản phẩm đó. Với 1% hoa hồng, bạn chỉ cần điền số nguyên nhỏ hơn 100. Ví dụ như, với mỗi đơn hàng thành công sẽ được chi cho cộng tác viên là 10% hoa hồng. Khi tổng đơn hàng của bạn là 1 triệu thì lúc này hệ thống sẽ tự động đối soát và chi cho cộng tác viên là 100.000. Mục giới thiệu tóm tắt của sản phẩm, bạn có thể mô tả sơ qua về các tính năng của sản phẩm. Tại đây cũng có một điều đặc biệt, bạn có thể hiển thị theo bảng hai cột bằng cách viết ngăn cách bằng dấu hai chấm. Ví dụ bạn điền xuất xứ Việt Nam thì tại trang chi tiết sản phẩm sẽ hiển thị theo dạng bảng hai cột. Tiếp theo là một tính năng sẽ giúp cho nội dung sản phẩm của bạn trở nên sinh động và trực quan hơn. Đó là bạn có thể chèn video YouTube vào nội dung sản phẩm. Bạn có thể xem hướng dẫn bằng cách nhấn vào mục hướng dẫn tại đây. Trong phần nội dung cũng cho phép bạn chèn hình ảnh, bản dữ liệu hoặc định dạng chữ. Bạn có thể xem qua bài viết hướng dẫn cách sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản, mình sẽ để trong phần mô tả. Và cuối cùng là những nội dung để hỗ trợ cho SEO. Những nội dung này đặc biệt cần thiết nếu bạn muốn sản phẩm của mình luôn luôn đứng top Google. Bạn cũng có thể tự chấm điểm chất lượng nội dung bài viết bằng cách nhấn vào nút kiểm tra nội dung SEO tại góc phải màn hình. Hãy xem qua bài viết hướng dẫn cách tối ưu nội dung chuẩn SEO cho website để biết cách quản lý nội dung hiệu quả. Nếu trường hợp bạn đang liên kết với bên vận chuyển hàng thì bạn cần để ý thêm mục Ship Information. Tại đây bạn có thể lưu ý một số mục sau. Đầu tiên là chọn nhà vận chuyển, bạn có thể chọn đơn vị vận chuyển nào giao hàng cho mình. Thứ hai là phần địa chỉ lấy hàng. Phần này bạn có thể cập nhật trong phần địa chỉ tại trang quản lý thông tin website. Ngoài ra là đến những thông tin bắt buộc mà đơn vị vận chuyển yêu cầu khi tiếp nhận hàng hóa, đó chính là cân nặng và khối lượng của sản phẩm. Cuối cùng, sau khi bạn điền đầy đủ thông tin sản phẩm, bạn nhấn vào nút hoàn tất thêm mới. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Xin hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.